Bảo bây giờ phải phải chặn hai đầu đường này vào. Mẹ bây giờ nó vẫn đang tụt kìa. Nó tụt cái đồi quế. Từ đây đây, từ đây nó đang tụt xuống này. Tại mưa nó mới tụt. Mưa rồi. Đây này này này. Ui ui ui. Ra đây. Chú ơi. Chạy đây không? Chú chặn đường thế này đi rồi ở chỗ nhà ấy đang sạt xuống này, đang đấy này. Chạy ra đây đi cô ơi, chạy ra đây cho dễ chạy. Nhà Thành Hương đối diện Giang á. Biết đâu được ấy. Tụt hết ở bên trên đầu trên nó đang sạt lở xuống kìa. Chặn hết đầu trên đi. Ông đầu. Bảo đi khu cây 50 bảo thông báo bảo nó chặn hết đi. Mọi người đi chia sẻ đi, đi qua khu 50. Khu qua 50 đừng đi qua nhá, đang sạt đồi nhá. Khu km 50 đang sạt đấy, sạt ở trên đỉnh đồi kia kìa. Khu vực này là tí nữa sẽ sập xuống hết. Đi qua nhanh đi, đồi nó đang sập sụt kìa, đi qua đi. Bây giờ đầu bên kia không thấy ai chặn. Cái quả đồi này nó đang sạt hết xuống rồi. Đây chỉ tầm 5-10 phút nữa rồi là nửa quả đồi này nó đã bị nứt trên đấy rồi. Bây giờ mọi người đang hô hào để tránh ra cái đầu đường này. Gà ui. Ui giời. Đây là đầu này. Nhưng mà nó sẽ bên này nó không sẽ không sụt nhưng mà bên đầu bên kia nó sẽ sụt. Đây. Ui giời. Ui giời. Ôi giời. Ui giời, cái cây ở trên kia bắt đầu sập. Đi qua đi, đừng ấy. Đi đi. Đấy, mấy bọn đi xe máy này vẫn. Mấy người đi xe máy này không đi qua, nhanh lên. Chú Hải đi nhanh lên. Đồi đang sạt rồi. Bây giờ mình sẽ hầu như là đầu đoạn này này. Đoạn này là sạt hết rồi. Đầu này là sạt hết rồi. Sạt hết xuống rồi, còn nửa đồi quế bên này cũng đang sạt xuống một nửa rồi. Ai đi qua km 50 dừng lại đã nha mọi người ơi, cho an toàn. Đừng cố đi qua nguy hiểm lắm. Đấy, giữa cây 4950 đấy. Nghe mẹ kẹt, cây đổ vỡ dã man thật. Đây mọi người phải đánh xe hết vào trong này cất rồi. Xuống đấy. Cái nhà này là coi như là tí nữa là đi hết kìa, cây trong kia nó vẫn đang ấy kìa. Đấy. Nó đang rời dần ra mà. Thank you.
đây 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 đây, nó đang sập dần này. Đây này. Đấy. Ôi. Ôi.